ngày 12 tháng 7, tại trụ sở Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo Sài Gòn Giải Phóng, Cụm trưởng Cụm thi đua 3, Công đoàn viên chức thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức tọa đàm chuyên đề kinh nghiệm trong tổ chức triển khai tác phẩm báo chí chất lượng cao dự thi giải báo chí các cấp. Đồng chí Phạm Văn Trường, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Báo Sài Gòn Giải Phóng, Cụm trưởng Cụm thi đua 3 cho biết, chủ đề của tọa đàm nhằm trao đổi chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm trong tổ chức các tuyến về loạt bài, phóng sự báo chí chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu tuyên truyền và nhu cầu thông tin của bạn đọc. Đây cũng là dịp để các đơn vị báo chí trong cụm lắng nghe thêm những chia sẻ từ thành viên Hội đồng chấm giải báo chí thành phố Hồ Chí Minh, từ đó có định hướng và xác lập mục tiêu về kết quả ở các giải báo chí lớn đã và đang được các cấp, ngành và thành phố Hồ Chí Minh phát động. Tại buổi tọa đàm, đại diện các cơ quan báo chí thành phố Hồ Chí Minh cụm thi đua 3 đã chia sẻ các kinh nghiệm cụ thể, thực tế trong tổ chức triển khai tác phẩm báo chí chất lượng cao. Nhà báo Nguyễn Thị Thu Trang, Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh HTV cho biết, thể loại phim ký sự truyền hình được xem là một thế mạnh của HTV khi dự thi giải báo chí các cấp, được khán giả rất đón nhận, thích thú. Bên cạnh các yếu tố về nghiệp vụ, nhà báo Thu Trang nhận định, một tác phẩm phải chạm vào cảm xúc của người xem chính là yếu tố quyết định. Dù bạn có kể câu chuyện bằng ngôn ngữ nghệ thuật như thế nào, có sử dụng các kỹ thuật hiện đại nhất, thì cảm xúc chính là điều mà tác phẩm ấy có đi vào lòng người hay không. Theo nhà báo Tự Sang, báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh, để có những tác phẩm xuất sắc tham gia vào giải quốc gia, ngoài chọn lựa đề tài gay gắt, thì phóng viên phải thật sự dấn thân. Lấy ví dụ về quá trình tác nghiệp loạt bài, thâm nhập đường dây mua bán thận tiền tỷ ở thành phố Hồ Chí Minh, đoạt giải B giải báo chí quốc gia, nhà báo Tự Sang chia sẻ. Nhóm phóng viên đã thâm nhập đường dây mua bán thận để thu thập chứng cứ. Phóng viên đã được các đối tượng chằng dắt làm hàng chục các xét nghiệm, đưa vào ngôi nhà nuôi, chờ tới lượt cắt thận. Đến khi chuẩn bị cắt thận thì phóng viên đã kịp thoát ra với đầy đủ chứng cứ. Chia sẻ về kinh nghiệm trong tổ chức triển khai tác phẩm báo chí chất lượng cao, dự thi giải báo chí các cấp, theo sát tôn chỉ mục đích và sở trường của cơ quan báo chí, nhà báo Võ Minh Phong, Phó trưởng ban Chính trị Xã hội, báo Sài Gòn Giải Phóng cho biết, báo chú trọng thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, giới thiệu, phản biện chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đến người dân, đồng thời cổ vũ động viên kịp thời những tập thể cá nhân điển hình tiên tiến. Vì thế, trong lựa chọn đề tài, báo cũng tổ chức triển khai các đề tài, các tác phẩm có nội dung thể hiện cho được những đề xuất, giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, cổ vũ tinh thần, khơi dậy khát vọng phát triển địa phương, đất nước nhanh và bền vững. Cái thế mạnh của một tờ tạp chí đó là mình có thể thực hiện các cái chủ đề gói gọn trong một cái số báo. Chẳng hạn như là mình có thể đi một các báo giấy, có thể họ đi nhiều kỳ. Trên nhiều số báo thì riêng tờ tạp chí của chúng tôi có thể thể hiện một cái chủ đề, một cái vệt đề tài, một cái chủ trong ngay trong một cái số báo, đó là cái lợi thế đầu tiên. Cái lợi thế thứ hai là có thể kết hợp được cái tờ báo giấy, cái tạp chí giấy và tạp chí mạng, tạp chí online. Những cái đề tài mà chúng tôi đã sự kiện vấn đề đăng trên tạp chí báo giấy có thể sử dụng lại để đăng tải và triển khai rộng hơn, sâu hơn trên tạp chí Kinh tế Sài Gòn Online, hoặc là có thể là tương tác nhiều hơn với bạn đọc thông qua cách này. Sự khác biệt của một cái tờ tạp chí thông tin về kinh tế với những cái phương tiện truyền thông khác đó chính là tin tức bài vở nó mang tính chất kiến tạo, tức là nó phản ảnh vấn đề, đặt ra vấn đề và đồng thời là tìm cách giải quyết thông qua đội ngũ mạng lưới cộng tác viên chuyên gia của mình. Thì muốn như thế thì đòi hỏi người phóng viên, người biên tập viên phải nâng cao tay nghề, cái mối quan hệ xã hội rất là lớn, đồng thời là phải làm nhiều việc cùng một lúc. Có thể khi như là một phóng viên, cũng có thể như là một biên tập viên đứng trang, đứng trong chuyên mục, và cũng có thể là làm một cái MC, và cũng có thể là làm một cái người dẫn chương trình, thốt xô một cái đề tài nào đó, một cái mục nào đó, thì đó là cái khó. Nhưng mà đó là tin tức kiến tạo, đó là tương lai của báo chí, cho nên bắt buộc chúng ta phải đi thôi. Nhà báo Nguyễn Tuấn Phong, Chủ tịch Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao nội dung của buổi tọa đàm. Hiện nay, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng đề án đổi mới, nâng cao chất lượng báo chí Thành phố Hồ Chí Minh, chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Dự kiến sau khi đề án được thông qua, giải báo chí Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức và trao giải theo đề án này. Điểm mới, dự kiến giải báo chí Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 43 sẽ có thêm giải cho tác phẩm báo chí xuất sắc viết về công tác xây dựng đảng và giải cho tác phẩm báo chí đa phương tiện.
Bên cạnh đó, dự kiến giá trị giải thưởng báo chí Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng 30%.